Làm thế nào để qua mặt môi giới? Tại sao có những khách hàng thích qua mặt môi giới nhưng cũng có khách hàng thì không thích qua mặt môi giới? Trong video này, Dương sẽ cùng với chị bàn về chủ đề này, và ở cuối video Dương sẽ chia sẻ với chị và các bạn về hậu quả như thế nào nếu như chúng ta qua mặt hoặc không qua mặt môi giới. Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhìn Đẹp Đăng Dương. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Tôi là Đăng Dương, nhà môi giới bất động sản. Trong chuyên mục trò chuyện với Đăng Dương thì hôm nay Dương sẽ trao đổi với anh chị, với các bạn về một chủ đề mà Dương thấy rằng nhiều bạn sale bất động sản quan tâm, và một số khách hàng Dương thấy rằng cũng quan tâm tới chủ đề này. Và những cái khách hàng nào mà quan tâm tới chủ đề này thì Dương tin chắc rằng anh chị bạn sẽ có được những cái thông tin, có những kinh nghiệm rất là quý báu trong cái quá trình mua bán để sử dụng bất động sản hay là để đầu tư cũng vậy. Thì chủ đề đấy chính là qua mặt môi giới bất động sản. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi xem thế nào là qua mặt môi giới bất động sản. Theo Dương hiểu thì là thế này, tức là khi một bạn môi giới, các bạn ấy có thể là tìm kiếm cho anh chị những cái sản phẩm về đất nền, về nhà ở, hoặc là về một cái sản phẩm trong dự án nào đấy. Và khi anh chị biết được cái sản phẩm đấy rồi thì anh chị không cần đến cái bạn môi giới đấy nữa làm việc, và anh chị sẽ tự làm việc với chủ nhà. Nhưng mà cái việc đấy thì anh chị lại không báo với bạn môi giới, mà anh chị coi như âm thầm lặng lẽ làm việc đấy. Và nói một cách đơn giản là các bạn, anh chị đẩy cái bạn môi giới ra, và cái vai trò của bạn môi giới không có, và tất nhiên cũng sẽ không có hoa hồng. Thì hiểu lúc na đấy là cái việc mà chúng ta qua mặt môi giới. Đấy là một cách. Còn cách này thì theo Dương nghĩ cũng vẫn là qua mặt môi giới này. Ví dụ khi mà chúng ta xem một cái tin đăng của một bạn môi giới nào đấy ở trên Facebook, hoặc là trên web, hoặc là một số anh chị xem video của Dương chẳng hạn đấy, anh chị các bạn sẽ nhìn ra được rằng cái căn nhà đấy ở chỗ đấy biết rồi, nó có cái cột điện, nó có cái bóng đèn, hoặc là nó có cái cây, mình biết cái khu đấy rồi, mình sẽ tự tìm đến đấy, mình vào mình hỏi chủ nhà, hoặc là mình xem biển mình treo, sau đấy thì mình liên hệ trực tiếp với chủ nhà, không cần cái thằng môi giới nữa cho nó ra rìa. Thì đấy là một cách qua mặt môi giới đấy. Còn một cách nữa đấy là ok, anh chị vẫn để các bạn môi giới dẫn đến xem đất hoặc xem nhà, sau đấy thì chúng ta sẽ xin số điện thoại của chủ đất hoặc chủ nhà, có thể là chủ động xin công khai trước mặt môi giới, nhưng mà sau khi về nhà chúng ta lại âm thầm chúng ta gọi điện, chúng ta trao đổi với lại chủ bất động sản, chúng ta gợi ý rằng tại sao tôi và anh chị không tự giao dịch với nhau, cần gì phải cái cậu Dương kia tham gia vào đây làm gì để mất thêm cái khoản phí đấy, khoản phí môi giới đấy, anh chị bớt đi cho tôi một vài chục triệu có ok hơn hay không, giao dịch dễ xảy ra hơn hay không. Đấy là một cách mà chúng ta qua mặt được môi giới để chúng ta kiếm được một cái khoản nho nhỏ. Còn một cách nữa, cách này thì cao siêu hơn, cách này thì Dương thấy là những gọi là cáo già đầu tư hay sử dụng, cáo già đầu tư nhưng mà gọi là những cái người mà nói chung là chơi không đẹp đấy. Thì họ hay làm thế này, ok, họ vẫn đến xem, và có thể khi mua, khi đến xem là một người, khi mua lại là một người khác. Ví dụ hai người chung nhau đầu tư một lô đất chẳng hạn, ok, ông A này đến xem, sau đấy thì khi mà giao dịch ông B đến mua, không ai biết được, là thậm chí chủ nhà cũng không biết được, môi giới cũng không biết được, chỉ biết rằng ông B kia có số điện thoại, ông B kia liên lạc với chủ nhà trao đổi đàm phán giá, xảy ra giao dịch đó. Thì nhiều khi ấy, gặp những cái chủ nhà người ta tử tế, người ta không muốn qua mặt môi giới, nhưng mà vẫn bị cái người mua người ta dắt mũi, người ta đưa đến cái bước là qua mặt môi giới đó. Thì đấy là bốn cái trường hợp mà Dương cho rằng cái người mua bán bất động sản người ta có thể qua mặt được môi giới. Còn một cái trường hợp này nữa, trường hợp này thì nó cũng không hẳn là việc qua mặt, nhưng ở đây là một cái trường hợp mà cũng xảy ra không ít. Đó là gì? Đó là chúng ta sau khi chúng ta làm việc rồi, chúng ta đàm phán về giá rồi, và chúng ta quay sang chúng ta đàm phán luôn cái việc bớt phí của các cậu môi giới. Chẳng hạn như căn nhà đấy là 2 tỷ chẳng hạn, nhưng mà cái khoảng cách giữa hai bên nó còn, ví dụ chủ nhà thì phải đúng 2 tỷ, nhưng mà người mua thì người ta chỉ trả 1 tỷ 980 triệu thôi, còn 20 triệu là chênh lệch, thì
quay sang là ép em là môi giới, em phải bớt cái phí đi để em mới bán được cái căn nhà này. Đấy, ví dụ trong trường hợp căn nhà lấy phí khoảng 20 triệu, bớt 20 triệu đi là hết, hoặc là 25 triệu bớt 20 triệu đi thì chỉ còn có 5 triệu mà thôi. Đó là với nhà phố. Còn với dự án ấy, thì đôi khi là các bạn môi giới còn chủ động cắt phí cơ, để các bạn tranh giành nhau. Cảm giác thực sự là khi mà Dương làm dự án ấy, thì Dương thấy rằng các bạn nhiều khi là tranh nhau một cái khách hàng, như là kiểu như là những cái con kền kền ăn xác thối đấy. Nhiều khi bán căn nhà 5 tỷ, 10 tỷ, phí hoa hồng 5 triệu, 10 triệu mà vẫn làm. Thực ra mọi người nghe 5 triệu, 10 triệu đã là lớn lắm rồi đúng không? Nhưng mà thực ra ấy, đằng sau các bạn ấy, chi phí mà các bạn ấy bỏ ra để mà tìm được một khách hàng, để mà chăm sóc được một khách hàng ấy, đôi khi ấy, nó lớn hơn cả con số 5 đến 10 triệu đấy. Thì chỉ ai làm nghề môi giới thì mới hiểu. Thì đó là 4 cái gạch đầu dòng về những cái phương thức, cách thức để mà qua mặt được cái người môi giới. Thì phải có một cái lý do nào đấy thì cái người người mua, người bán, người ta mới qua mặt môi giới. Thì Dương chỉ mới nghĩ ra 2 cái lý do này thôi. Anh chị nào mà nghĩ ra thêm lý do nào thì cứ comment ở bên dưới. Lý do thứ nhất chắc chắn đấy là xuất phát từ lòng tham. Con người thì hầu như ai cũng lòng tham. Có điều ấy là anh chị có tiết chế được cái lòng tham đấy hay không thôi. Đấy, thì ví dụ bây giờ một căn nhà 3 tỷ, phí môi giới 40 triệu hoặc 50 triệu hoặc 30 triệu. Nó là nhớ rất là lớn chứ đúng không? 3-40 triệu là chúng ta có thể cầm cái số tiền đấy về chúng ta sắm sửa được nội thất khi mà chúng ta dọn về nhà mới rồi. Đấy, thì tại sao lại không qua mặt? Đó, thì cái này nó là vấn đề lòng tham. Và có làm hay không thì nó lại phụ thuộc vào lương tâm của cái người mua, người bán mà thôi. Và còn một cái nữa, ngoài cái lòng tham, đấy là gì? Đấy là cái sự, theo Dương nghĩ là cái thế gọi là ỷ mạnh, hiếp yếu. Nhiều người nhé, theo Dương quan sát được, không hẳn là vì họ tham cái 3-40 triệu đâu, mà gì? Mà người mà họ là trên cái thế là người có tiền, là người có quyền, rồi là người có cái sự danh ma, có cái sự lọc lõi trong cái việc làm ăn, và người ta cảm thấy rằng người ta có cái phần gì đấy người ta thích thú, người ta thỏa mãn cái gọi là cái sự gọi là mong muốn mà gọi là ăn hiếp người khác. Đấy, tức là theo kiểu là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Tất nhiên đa phần các bạn môi giới thì luôn luôn là kẻ yếu so với khách hàng và người mua. Phần lớn là kẻ yếu là ở thế dưới. Thì khi mà họ cảm thấy họ uy hiếp được, họ gọi là lợi dụng được, thì họ muốn lợi dụng và họ cảm thấy đấy là một cái điều vui sướng, một cái niềm tự hào rằng mình qua mặt được cái thằng môi giới này, mình bỏ được nó, cắt cầu được nó. Đấy là một cái niềm vui. Và tất nhiên là cái niềm vui đấy nó đi kèm với cái lợi ích, cái lòng tham. Đấy là cái số tiền mà người ta có được từ cái vụ việc đấy. Thì đấy là 2 cái lý do mà Dương nghĩ ra. Còn một cái lý do nhỏ nữa, đấy là gì? Đấy là bản thân các bạn môi giới, các bạn cũng đẩy khách hàng đến cái việc mà người ta qua mặt. Bởi vì sao? Bởi vì là có một số bạn môi giới là trong cái việc mà làm những cái thông gọi là cái công tác chăm sóc khách hàng nó chưa được chú đáo. Đấy, ví dụ như ngay cái việc là đến gặp khách hàng, đề cập về cái vấn đề là sẽ giúp khách hàng bán cái sản phẩm đấy, thì các bạn cũng không có những cái gọi là hợp đồng, hoặc là có những cái bằng chứng gì, bằng hình ảnh, bằng tin nhắn, bằng ghi âm gì. Thứ nhất là cái đấy là nó đã sơ hở ngay từ đầu rồi. Thứ hai nữa là đến cái việc khi mà bước vào cái việc mà đưa khách đi xem rồi chăm sóc khách như thế này nọ, các bạn hời hợt, các bạn không quan tâm tới khách hàng, các bạn chỉ gọi là đưa họ đến với nhau và các bạn để họ đấy tự họ phải đàm phán với nhau. Và khi mà họ đàm phán với nhau, họ thấy cảm thấy nó vất vả quá, nó mất thời gian quá, và họ thấy rằng ông môi giới là ông ấy chả làm cái gì cả, ông ấy chỉ đưa hai người đến với nhau thì việc gì phải trả cho ông ấy mấy chục triệu. Đấy là một cái mà người ta cảm thấy là nó không xứng đáng với cái số tiền mà người ta bỏ ra. Thì ở cái phần này Dương có thể tạm chấp nhận được cái việc là người mua, người bán, người ta qua mặt môi giới. Và bản thân Dương trong một số trường hợp cũng bị khách hàng qua mặt là điều hết sức bình thường. Qua mặt như nào? Chẳng hạn như anh chị có thể xem những cái video Dương quay về các ngôi nhà, quay chi tiết địa chỉ luôn đấy. Và anh chị có thể tự tìm đến đấy để anh chị làm việc trực tiếp với chủ nhà, thì đấy cũng là một hình thức qua mặt. Hoặc là giống như những cái trường hợp mà vừa rồi Dương chia sẻ ấy, tức là xem rồi nhưng mà đưa người khác vào mua, hoặc là xem rồi nhưng mà lại về nhà chủ động thậm thụt giao dịch với lại người mua, người bán với nhau. Thì bản thân Dương thì Dương cho rằng là
lỗi không hẳn ở anh chị, không hẳn ở lòng tham của anh chị, mà do Dương chưa phục vụ, chưa làm cho anh chị cảm thấy anh chị xứng đáng muốn bỏ cái số tiền lấy ra để trả cho Dương. Do đó thì Dương khi mà bị những cái trường hợp qua mặt ấy, thì Dương cũng không có, tất nhiên về cái phần nào đấy về tâm lý thì không được thoải mái, nhưng mà không có quá là bức xúc. Giống như một số bạn ấy, Dương thấy là Dương cũng đã đi xử lý một số trường hợp cho các em ở công ty cũng như ở ngoài công ty đấy rồi. Tức là gì? Tức là bị, ví dụ bán một cái nhà mặt đường 10 tỷ hoa hồng 100 triệu nhưng mà lại bị dàn xếp đẩy ra ngoài, đẩy ra ngoài, và cuối cùng là chủ nhà chỉ đưa cho tầm 5-10 triệu. Đấy, thì đã có những cái trường hợp như thế xảy ra. Thì bản thân Dương thì Dương cho rằng là cái người sale ấy, người ta chưa thể hiện xứng đáng cái vai trò đáng nhận cái số tiền là 3-40 triệu đấy, thì cái người mua người bán ấy, người ta mới qua mặt. Đấy là một khía cạnh. Ví dụ như này cho dễ hiểu. Chẳng hạn như chúng ta bị ung thư, đúng không? Ung thư thì thường phải chữa mất rất là nhiều tiền, vài trăm triệu, vài tỷ. Nhưng nếu mà có một cái phương thuốc nào đấy chỉ có 30 triệu thôi mà chữa được bệnh ung thư đấy, thì chắc chắn là những cái người mà người ta có cái lòng tham muốn qua mặt đấy thì người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để người ta bỏ 30 triệu ra để người ta chữa cái bệnh ung thư đấy, đúng không? Tức là gì? Tức là người ta cảm thấy cái 30 triệu đấy nó xứng đáng, nó xứng đáng với cái mà người ta nhận được. Đó, thì với một số anh chị cũng thế thôi. Nếu như chị cảm thấy là cái số tiền môi giới nó xứng đáng thì anh chị sẽ sẵn sàng bỏ ra. Đấy, còn nó xứng đáng như nào thì trong cái phần cuối Dương sẽ chia sẻ với chị và các bạn tại sao nó xứng đáng. Và đấy là cái mà Dương muốn trò chuyện với mọi người về cái việc tại sao lại có những người muốn qua mặt môi giới. Và kể cả những bạn môi giới nào xem được cái video này thì các bạn cũng phải hiểu rằng tại sao khách hàng lại qua mặt mình. Không hẳn hoàn toàn 100% là do khách hàng, mà rất là nhiều trường hợp do bản thân người môi giới. Đấy, nên là video này thì Dương nghĩ là nó sẽ có ích với lại cả hai, cả người mua người bán và cả các bạn môi giới. Mời anh chị uống nước. Vậy thì nó sẽ có những cái hậu quả gì khi mà anh chị và các bạn qua mặt người môi giới? Thì đây là cái phần mà Dương muốn chia sẻ với anh chị nhất. Theo Dương ấy, cái hậu quả đầu tiên đó chính là cái từ, từ này thì nghe nó hơi lặng lè một chút nhưng mà vẫn phải nói ra, đấy là quả báo. Dương nghĩ là nó sẽ có cái quả báo. Trong trường hợp nào là quả báo? Quả báo là gì? Nếu như một bạn môi giới, bạn ấy dành hết sức tâm huyết, thời gian và cả tình cảm nữa để mà giúp người mua, người bán đến được với nhau, mua được một cái bất động sản hoặc bán là một cái bất động sản ưng ý, mọi thứ suôn sẻ, nhưng mà hai bên lại vẫn cố tình đẩy bạn ấy ra, hoặc là cố tình chèn ép bạn ấy, lẽ ra là 30 triệu thì chỉ đưa cho bạn ấy 5 triệu thôi. Đấy, thì đấy là một cái mà Dương nghĩ là một cái sự bất công. Và ở một cái khía cạnh nào đấy sẽ có một cái sự quả báo ở một góc nào đấy trong cuộc sống. Ví dụ chúng ta cảm thấy vui khi chúng ta kiếm được, thăn được của bạn môi giới 20-30 triệu đấy. Nhưng ở một cái nơi khác, một chỗ khác, đôi khi chúng ta bị mất hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng từ cái sự việc mà chúng ta qua mặt bạn môi giới đấy mà chúng ta không biết. Đấy, anh chị có tin không? Dương nghĩ là có khả năng sẽ xảy ra đấy. Thì hy vọng là phần cuối video Dương sẽ nhớ để giải thích với anh chị và các bạn tại sao có việc đấy. Thì đấy là cái vấn đề về cái việc là chúng ta sẽ bị quả báo. Vì là sao? Bởi vì là cái việc đấy nó làm cho cái lòng tham của chúng ta nó càng ngày nó càng trở lên, nó lớn hơn, muốn ăn hiếp, ức hiếp người khác, muốn kiếm tiền. Đấy, thì tất nhiên ai mà có lòng tham thì chắc chắn là sẽ không nhận được những cái kết quả mà nó hay ho gì. Còn về cái vấn đề là cái số tiền đấy nó có xứng đáng hay không ấy, thì thực ra nó có một cái bài toán như này, Dương cũng phải chia sẻ với anh chị và các bạn để anh chị các bạn hiểu là tại sao là bán một căn nhà 2 tỷ mà lại được 20 hoặc 30 triệu. Cái việc mà công sức một cái bạn môi giới bỏ ra cho anh chị và các bạn, thì anh chị các bạn nếu như đã từng đi mua nhà thì anh chị hoặc mua đất thì anh chị các bạn đều thấy, đúng không? Tức là gì? Tức là cái sự vất vả từ cái việc đầu tiên là tiếp xúc với anh chị như nào, chụp ảnh quay phim như nào ấy. Như Dương chẳng hạn, bây giờ Dương bán một cái căn nhà, Dương quay một cái video, thực sự nó rất là mất công, phải tầm 2 tiếng mới quay được một cái video.
rất là mất công cho một căn nhà. Nhưng mà Dương cảm thấy đây là một cái niềm yêu thích, Dương muốn chia sẻ với anh chị các bạn về những cái căn nhà đẹp, cộng với việc là cái Dương yêu nghề môi giới thì Dương làm thôi, chứ còn để mà quay một cái video chi tiết như thế thì nó rất là mất công. Đấy thì với các bạn môi giới cũng thế thôi, các bạn ấy phải lấy cái thông tin về rồi các bạn ấy đăng lên trên website, đăng lên trên hội nhóm, rồi các bạn ấy canh me giờ nào nhiều người xem, các bạn ấy thả tim thả like comment, nói chung rất là cực. Rồi là lắng mưa cũng phải chạy đi chạy lại đưa anh chị các bạn đi xem, rồi là chạy vậy lo thủ tục nọ thủ tục kia, rồi là giải thích cho anh chị chỗ này chỗ lọ. Nhiều người lần đầu đi mua nhà có những cái khái niệm cơ bản không hiểu, có những cái thủ tục cũng không hiểu, thiếu giấy tờ lọ thiếu giấy tờ kia chẳng hạn, không có những bạn môi giới thì ai giúp, ai giúp anh chị hoàn thành được những cái việc đấy, mua được một căn nhà trơn tru. Thì rồi là cũng phải bỏ những cái chi phí ra ấy, ví dụ như là phải bỏ tiền ra chạy quảng cáo, rồi bỏ tiền ra đăng tin đấy. Thì một người môi giới ấy, thường ấy, không thể chỉ làm một căn nhà mà một phát bán được ngay, mà thường ấy phải 5 đến 10 căn nhà, 5 đến 10 cái bất động sản thì mới bán được một cái, tức là nó có xác suất như vậy. Như vậy chỉ bán được một cái thì 9 cái kia thì ai trả tiền cho họ, công sức của họ, tiền bạc của họ đổ vào 9 cái nhà kia, 9 cái lô đất kia thì ai trả tiền đó. Thì cái vấn đề ở đây chính là gì, cái ông số 10, cái ông mà xảy ra giao dịch là cái ông có trách nhiệm với toàn bộ cái quá trình làm việc của cái cậu môi giới đấy. Chẳng hạn như là trong 10 căn nhà mà cậu ấy dành hết tâm sức vào, tâm huyết vào để cậu ấy giúp người ta bán nó, thì đấy là cái mà anh chị các bạn hiểu. Thậm chí nhá, có những người làm 6 tháng không bán được một cái căn nhà hoặc một lô đất nào, bao nhiêu chi phí họ bỏ ra, 6 tháng mà họ mới bán được một sản phẩm mà được 5, 10, 20 triệu thì thực sự nó chả bỏ vào đâu cả. Đấy, nhưng mà đến lúc đấy rồi mà chúng ta còn qua mặt cái bạn ấy thì thực sự là cảm giác nó rất là dã man. Phải nói cái từ dã man thì mới xứng đáng hơn. Và Dương cũng đã chứng kiến rằng có những bạn mới vào làm bị qua mặt, khóc, ức quá, khóc, không biết làm gì. Bởi vì làm sao? Bởi vì người qua mặt ấy, người ta là người có tiền, người ta là người có quyền, có chức, rồi thậm chí là gọi là có số má ở trong xã hội. Đấy, lại nói cái chuyện số má hơi dài một tí. Thực ra ấy, trong quá trình mà Dương tiếp xúc ấy, thì Dương thấy rằng không phải là những cái người mà xã hội đen, xã hội đỏ là người ta mới qua mặt đâu, người ta mới không đàng hoàng đâu, mà kể cả những cái người công chức, rồi những cái người tưởng chừng như là rất là đàng hoàng, nhưng mà trong một giây phút khi mà nó giữa cái ranh giới người ta có thể bỏ túi được một vài chục triệu thì người ta vẫn làm đấy. Chứ cái nghề nghiệp rồi cái địa vị xã hội nó chả gọi là nó chả có cái gì để mà chứng tỏ rằng cái người đấy nó người đấy đàng hoàng hay không đàng hoàng cả. Đấy thì quay lại cái câu chuyện là những cái hậu quả gì khi mà chúng ta qua mặt một cái bạn môi giới. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhận phải những cái quảng báo. Thứ hai, cái này nữa, cái này nó sẽ xảy ra ngay này. Đấy là gì? Trong trường hợp mà bị phát hiện ấy, thì anh chị sẽ bị bóc phốt. Cái bóc phốt này là cái vô cùng tồi tệ. Vì sao? Vì nó ảnh hưởng tới danh dự, ảnh hưởng tới công việc, ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ của anh chị với những người mà người ta biết tới cái việc này. Đó thì nếu như anh chị nào mà thường xuyên theo dõi những cái trang, những cái hội nhóm Facebook về bất động sản ở các khu vực mà anh chị làm, nơi mà có cả người mua, người bán và người môi giới đấy, thì kiểu gì thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra, cũng sẽ được chứng kiến một vài cái vụ bóc phốt của các bạn sale, rằng là khách thế nọ thế kia đấy, anh chị tên là thế này, địa chỉ thế này đấy, rồi là thế nọ thế kia. Thậm chí là đôi khi kể cả khách hàng cũng bóc phốt lại môi giới. Thì đấy là những cái việc vẫn cứ xảy ra đó. Và cái việc đấy một khi nó đã xảy ra thì nó sẽ bị ảnh hưởng lớn tới công việc của anh chị và các bạn. Một số bạn thì ngoài cái việc bóc phốt ấy, các bạn ấy còn thuê xã hội đen, xã hội đỏ, rồi là các bạn ấy đáp cái lọ đáp cái kia vào nhà. Nói chung là nó rất là phiền hà và rất là mệt mỏi, và nó là một cái cuộc đấu tranh giữa hai bên. Thì Dương thì không bao giờ Dương theo đuổi những cái điều đấy. Nếu mà gặp phải trường hợp đấy thì nói nếu mà người ta ok thì là được, còn không thì thôi mình bỏ qua, vì mình cũng đã nói rồi, người ta qua mặt mình bởi vì mình chưa làm cho người ta cảm thấy người ta xứng đáng, hoặc là mình xứng đáng được nhận cái số tiền đấy. Như cái câu chuyện mà Dương vừa chia sẻ đấy, ví dụ bây giờ bệnh ung thư mới 30 triệu
thì có bỏ tiền hay không thì người ta sẽ bỏ tiền. Đấy. Tức là cái việc mình làm nó chưa lớn hơn 30 triệu. Đấy. Hoặc là chưa vượt qua được khỏi cái lòng tham của người ta. Đó thì cái đấy thì mình phải chấp nhận. Đấy thì cái thứ nhất hậu quả là gì? Một là quả báo. Hai là bị bóc phốt, ảnh hưởng tới danh dự, ảnh hưởng tới công việc. Và có một cái này nữa, cái này mới là theo Dương nghĩ là cái quan trọng với tương lai xa xôi của anh chị. Đấy là gì? Anh chị các bạn sẽ mất đi những cái cơ hội kiếm được tiền, mất đi những cái cơ hội tránh được các rủi ro khi chị mua bán nhà đất, mất đi những cái người bạn, người đồng hành của chị trong cái sự nghiệp đầu tư hoặc là mua bán bất động sản sau này. Bởi vì sao? Bởi vì những người môi giới ấy là những cái người một số người, người ta có cái sự sâu sát với thị trường, người ta có những cái sự đánh giá, quan sát với thị trường rất là tốt. Chỉ có cái gì? Chỉ có một cái điều là người ta chưa có nhiều, chưa có đủ kinh tế để mà người ta đầu tư. Đấy, giống như Dương chẳng hạn, đấy cũng chưa có đủ kinh tế để mà đầu tư rộng rãi. Đấy, thì phải đi làm cái công việc môi giới. Vậy thì bây giờ, hôm nay người ta tìm cho anh chị và các bạn một lô đất. Anh chị và các bạn qua mặt người ta kiếm được 10-20 triệu cảm thấy vui, cộng với đầu tư lãi cái lô đất đấy 50-100-200 cảm thấy vui. Thế nhưng mà chuyện gì xảy ra? Thôi, đến đó là dừng, đúng không? Không có lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ N nữa. Dương đã từng mua cho một anh chị 5 lô đất, tổng cộng 5 lô đất ở xung quanh khu Vĩnh Niệm, khu quận Lê Chân. Đấy, và anh chị mua cho anh chị 5 lô và đến khi chị bán ra thì Dương cũng bán cho chị 3 trong số 5 lô đấy. Và mình cảm giác là gì? Mình rất là có trách nhiệm. Mình cảm giác như là mình bán cái lô đất sản phẩm của mình ấy, đâm ra là lúc nào khi mà bán hàng ra cũng mong muốn cắt lời cao nhất cho anh chị ấy. Đấy, mua vào nhá thì mình muốn mua cái giá rẻ nhất, bán ra thì mình muốn bán ra cái giá tốt nhất cho người ta. Đấy là gì? Đấy là cái lợi ích khi mà anh chị và các bạn đi đường dài với một người môi giới nào đấy. Anh chị và các bạn gọi là biết sử dụng, biết tận dụng người ta. Một nhà đầu tư thông minh thì như nào? Người ta biết sử dụng đòn bẩy tài chính, đòn bẩy con người và đòn bẩy thời gian. Tài chính thì là tiền rồi, đúng không? Anh chị có thể vay mượn. À, nãy nói câu chuyện vay mượn. Có những bạn môi giới là gì? Đi xem đất, khách hàng ưng rồi, nhưng mà hôm nay quên, không mang theo đủ tiền đặt cọc. Ok, bạn môi giới sẵn có tiền trong tài khoản banking, đặt cọc thay cho khách. Hoặc là thậm chí khách ở xa, không có kịp về, bạn môi giới cũng sẵn sàng banking, đặt cọc cho khách. Đấy, cái này thì những cái bạn nào mà làm đất là một, những cái bạn nào mà làm về bán dự án là hai. Những cái bạn đấy là những cái bạn hiểu nhất cái vấn đề này. Có những khách hàng người ta tin tưởng môi giới, người ta sẵn sàng chuyển tiền cho môi giới trước để đặt cọc, và ngược lại môi giới sẵn sàng bỏ tiền ra đặt cọc cho khách. Thậm chí đôi khi số tiền nó không phải là 1-20 triệu mà là 100-200 triệu cũng có. Đấy, đấy là thể hiện cái sự cộng sinh lẫn nhau, cùng nhau có lợi. Còn nếu như mà chúng ta qua mặt thì sao? Qua mặt thì chỉ được một lô đất mà thôi. Lần sau có khi mà chúng ta quay trở lại cái khu vực đấy còn bị ném đá nữa cơ, bị ăn gạch nữa cơ. Đấy, nên là nếu như anh chị đã là những người đầu tư ấy, thì anh chị phải biết sử dụng cũng được, gọi là sử dụng cũng được, mà gọi là kết hợp với môi giới cũng được. Đấy. Vì tiền thì là anh chị dùng đòn bẩy rồi, thời gian thì anh chị dùng thời gian của môi giới, đúng không? Con người thì anh chị dùng chính con người của môi giới. Có những người, người ta có những anh em người ta hay đi đầu tư những căn nhà ấy, và người ta sau khi người ta đầu tư một căn nhà, mua xong một căn nhà ấy và người ta đẩy ra thị trường ấy, thì người ta gửi cho anh em môi giới, thậm chí là người ta còn nói là gửi hoa hồng trước cho anh em môi giới, nếu anh em nào mà tự tin bán được thì qua lấy hoa hồng trước. Đấy, tức là người ta rất là welcome những cái người môi giới. Bởi vì sao? Bởi vì người ta lợi dụng được người môi giới, thời gian của môi giới, rồi là quan hệ của môi giới, rồi hiểu biết của môi giới. Đấy, thì chắc chắn là môi giới chính là những cái người mà cày tiền, kiếm tiền cho những nhà đầu tư khôn ngoan, thông minh. Thì đấy là cái chia sẻ của Dương về chủ đề môi giới. Qua mặt môi giới thì dễ, nhưng mà sử dụng được người môi giới thông minh mới là khó. Còn một số trường hợp chúng ta bảo là thì cả đời cứ mua một căn nhà mà có phải đầu tư đâu, nên là qua mặt cũng được. Đấy, chính vì việc chúng ta cả đời mua được căn nhà nên là chúng ta sẽ không nhận được những cái gì hơn từ những bạn môi giới đấy. Đôi khi là cả đời chúng ta có một căn nhà, nhưng mà có thể là một ngày nào đấy đẹp trời chúng ta bán đi thì chúng ta cũng phải cần nhờ đến môi giới, đúng không? Đấy. Rồi là một ngày đẹp trời chúng ta có những khoản tiền, chúng ta
thay vì chúng ta không muốn mua vàng, chúng ta muốn mua bất động sản thì sao, đúng không? Biết làm sao được, làm ăn biết sao được đấy. Nhưng mà đến lúc đấy quay lại thì rất là khó khi mà làm việc với môi giới, bởi vì chỉ cần một lần anh chị bị bóc phốt ấy thì là môi giới họ biết hết. Môi giới cũng có những cái cộng đồng với nhau, và khi có một người khách hàng nào đấy làm không đúng thì là lập tức bị bóc phốt trên cái cộng đồng đấy. Bản thân những anh chị mà đi xây nhà kinh doanh ấy, mà gọi là chơi không đẹp, trốn phí của môi giới ấy, thì đều bị bóc phốt, và gần như là tất cả những cái người môi giới khác người ta không chơi với những cái người đấy luôn. Có chơi thì cũng trong cái trạng thái là đề phòng nhau, và chỉ là phương án A, phương án C, D, E, F thôi, không bao giờ là phương án số 1 cả. Đấy, lại nói cái câu chuyện phương án thì ví dụ cũng là một nhà đầu tư biết sử dụng khôn ngoan môi giới, thì khi mà một cậu môi giới mà có một cái sản phẩm đầu tư là phù hợp ấy, thì người ta nghĩ tới người đầu tiên là ai? Người đầu tiên là người chơi đẹp nhất, người đầu tiên là người chịu chi nhất, người đầu tiên là người lét nhất đó. Thế nhưng nếu mà chúng ta lòng vòng với môi giới, chúng ta chơi không đẹp với môi giới, thì chẳng hạn như có một cái lô đất Vĩnh Niệm giá rẻ hơn 5 giá so với thị trường thì chẳng bao giờ Dương gọi cho anh chị, nếu như chị là người chơi không đẹp, đúng không? Đấy, thế nên là chốt lại cái câu chuyện đấy là qua mặt môi giới thì dễ, nhưng mà hậu quả của việc qua mặt đấy nó như thế nào, và cái lợi ích của việc anh chị sử dụng cái người môi giới nó ra làm sao, thì hy vọng anh chị và các bạn sau khi xem hết video này sẽ tự tìm được cho mình một cái câu trả lời, và anh chị và các bạn có thể comment xuống bên dưới cái câu trả lời của mình. Bây giờ thì trước khi rời khỏi video, anh chị và các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký chọn hình quả chuông để tiếp tục theo dõi các video khác về những căn nhà đẹp, về những lô đất đẹp và về những cái chủ đề thú vị như này. Vậy nha, xin chào anh chị.